Hello, xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay cho mình gửi lời chào tất cả các bạn đang xem video và các bạn đã đăng ký kênh ủng hộ mình sản phẩm suốt thời gian qua. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thay lý cho các bạn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình thay lý cho các bạn là chiếc con điện thoại cục gạch đấy nhá. Đấy. Đây cục gạch con này. Đấy, con này thì có cái đèn pin rất là to nhá. Đấy, con này là con Master đây, máy rất là dày này. Pin thì chắc là to quỳnh, con này thì mình chưa tháo ra nhé. Đây. Pin 3000 các bạn nhé, cục gạch pin 3000 nhá. Loa rất là to nhá. Đấy. Con này thì hôm nay mình vừa mới cắm hết của khách này, con này thì có cái đèn pin này. Rất là to, rất là sáng nhá. Nhà các bạn mà có chuồng trâu, chuồng bò hoặc là chuồng lợn thì các bạn ví dụ ban đêm các bạn mà đi ra đường, ui nó sáng như cái đèn pin các bạn, nó sáng xa lắm. Đây. Đấy. Rất là xa nhá. Đấy. Thì hôm nay thì mình thanh lý chỗ này là các bạn là 250k các bạn nhá. 250 các bạn nhá. Con điện thoại Martel chữ to số to pin khủng này nhá. Loa to, nghe nhạc xem phim hai thẻ nhớ, à nghe nhạc hai thẻ nhớ nữa nhá. Đấy. Đây có cái đèn pin rất là khủng nhá, rất là sáng nhá. Mình thanh lý cho bạn với giá là 250k các bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích con mắt thơ mà coi như là số to mà có cái đèn pin này nhá thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ cho mình trực tiếp qua hai số điện thoại cho mình nhá. Các bạn gọi số 1 không được thì bạn phải gọi số 2 cho mình. Và giờ làm việc thì bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối, mong bạn đừng gọi mình sớm quá muộn quá nhá. Và đây là địa chỉ cửa hàng nhà mình. Các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng nhà mình các bạn phải qua trực tiếp. Còn các bạn nào ở xa thì bên mình có ship 3 miền nên các bạn yên tâm. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Một là các bạn thể chọn hình thức là chuyển khoản trước. Và hình thức thứ hai các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc, con này chiếc Renault 2F các bạn nhé. Đây giới thiệu các bạn Renault 2F. Cấu hình con này là RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB, màn hình là tràn viền các bạn nhé. Đây. Con này thì máy mới đang là gì nhỉ? Máy mới con này là gần ngót 8 triệu nhá. Đây ạ. Màn hình con này là 6,5 inch. Full HD cộng các bạn nhá. Đấy, Full HD cộng đẹp lắm các bạn ạ. Nó đẹp lắm. Với con như là gì nhỉ? RAM 8GB, bộ nhớ 128GB thì các bạn tuyệt vời các bạn nhá. Đấy, quá là tuyệt vời ạ. Kinh khủng luôn ạ. Đây, giới thiệu điện thoại. Đây. Đây giới thiệu điện thoại này. Đây, chip loại 8 các bạn nhé. Đây thì camera con này phê loại mắt. Ui nó nét lắm các bạn ạ. Đây camera này. Ui nó nét kinh khủng các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn ba lớp này như một nhé các bạn nhé. Camera trước này đấy, có cái bật lên là có hai anh tím rất là đẹp nhé. Đấy. Đấy rất là sang chảnh nhé. Đấy các bạn ấn tay vào đây được nhé. Đấy, hình thức của này đẹp như mời luôn nhé. Mặt trước thì vẫn còn nguyên cái miếng ni lông theo máy này. Thì con này dùng khách dùng ốp này, đẹp như mời luôn các bạn nhé. Con này thì ốp hơi có cạnh ra thì mình hơi có cạnh một chút. Đau hết cả tay không chưa cạnh ra được. Wow. Cái ốp chặt thật các bạn ạ. Đây, ui ui. Ui, gãy cả vòng tay này các bạn ạ. Đây ạ. Máy đẹp như mời các bạn nhé. Đây. Đây, máy đẹp như mời ạ. Đấy, camera đây ạ. Ba camera các kiểu. À 4 camera các bạn nhé. Và một đèn flash nhé. À, 5 camera sao 1 2 3 4 5. Chả biết là 5 cái mắt mình nhìn thấy 5 cái mắt. 4 nhá, 1 2 3 4 cái mắt trên này nó tác dụng gì thì mình không rõ các bạn nhá. Đây, rất là đẹp các bạn nhá. Máy màu trắng ngọc. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá cực kỳ là rẻ thôi, 5.600.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Reno 2F này nhá, các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhá. Cấu hình là RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB nhá. Giá với chỉ 5.600.000 các bạn nhé.
thanh lý của bạn rất rẻ nhá, thì mình sẽ nghe nhạc thử các bạn nhá. À, mình thử em ơi lên phố này, mình thích nghe cái đoạn đầu nhạc của cái nhạc máy này. Ủa cái loa to quá các bạn, to phê luôn. Màn hình full HD cộng rồi. Đây, đây, màn hình rất đẹp ạ. Đấy, các bạn mua những sản phẩm Oppo, Vivo này nhá, thì các bạn mà dùng thì rất ít lỗi, mà các bạn mang đi bán thì không được lỗ mấy đâu các bạn nhé. Đấy, máy mới con này là ngót 8 triệu nhưng mà hôm nay mình sẽ thanh lý các bạn với giá là chỉ với 5.600.000 các bạn nhé, rẻ hơn được so với máy mới rất là nhiều các bạn nhé. Đấy ạ, rất là đẹp các bạn ạ. Tội gì các bạn mua RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, nhanh lắm các bạn ạ. Đấy, bạn nào thích này thì nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhá, trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhá, để chốt hàng cho nhanh nhá các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc HTC U10 nhá. À đâu, sorry các bạn, Vivo U10 đấy. Máy mới con này là ngót 4 triệu các bạn, 3.990.000 các bạn nhé. 3.900.000 ấy, 3.800.000, 3.900.000 các bạn nhé. Đây ạ. À, pin con này được cái là cấu hình con này nhé. Đấy. Máy mới cũng là ngót 4 triệu các bạn nhé. Đấy. Mình giới thiệu điện thoại đây ạ. Này, U10 này. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB. Con này là RAM 4, bộ nhớ 64GB nhé. Chip Snapdragon 665 loại 8 các bạn nhé. Đây nhá. Và được cái con này là trang bị là viên pin với viên pin 5000 các bạn nhé. Pin con này là viên pin 5000 nhá. Màn hình là 6.35 inch HD cộng các bạn nhé. Này, máy đẹp như mới luôn các bạn ạ. Nè, máy đẹp như mới, máy màu xanh rất đẹp nhé. 3 camera nhé, một đèn flash nhé. Đây, máy đẹp như là mới này. Đấy, tội gì các bạn phải mua những sản phẩm mà Samsung đời cách đây vài năm rồi, màn hình ám ố các kiểu rồi, các bạn mua làm gì đâu. Đấy nhá, con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm HTC U10 này nhá, à gì nhở, sorry các bạn, là Vivo U10 này nhá, thì các bạn nên tay hàng mình là sớm nhất nhá. Con này là viên pin 5000 nhá các bạn nhá, cấu hình là RAM 4, bộ nhớ 64 các bạn nhá. Đấy, ui giời, pin này, màn hình này rất là đẹp các bạn ạ. Đây, màn hình to hơn 6 inch nhá. Đấy, rất là đẹp. Các bạn nghiêng không có độ mờ biết gì nhá. Pin 5000 các bạn dùng thì cũng phê lòi luôn các bạn nhá. Máy khách vừa mới mua khỏi tay xong các bạn nhá. Đã thanh lý cho shop của mình nhá. Đấy. Đây. Nói chung là mình sẽ tuyển những cái máy ngon nhất, chất nhất cho bạn. Nói chung là các bạn mà dùng những sản phẩm mà Vivo, Oppo hoặc là Xiaomi ấy, các bạn chỉ có đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt ít nhỉ. Còn iPhone thì nó các bạn hay làm rơi thì hay bị lỗi vặt. Còn các bạn mà dùng mà không rơi thì cũng là rất là bền các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Vivo. Con này là Vivo Y11. Đây. Máy mới con này đang thị trường đang bán với giá là 2.990.000 đồng. Và con này cũng là màn hình là 6.35 inch. Con này là HD cộng. Thì con này thì bộ nhớ thì nó ít hơn một chút. Thì bộ nhớ con này là RAM 3GB. Bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Đây, cái là khác đấy. Giới thiệu điện thoại đấy ạ. Đây là RAM 3GB. Bộ nhớ là 32GB. Màn hình tràn viền, giọt nước chảy thỏ. Màn hình hơn 6 inch. Pin 5000 các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 2.300.000 các bạn nhé. Máy đẹp như mới đấy các bạn luôn nhé. Đây ạ. Máy đẹp như mới luôn này. Ui dồi, đẹp lắm các bạn ạ. Khách vừa mua khỏi tay xong nhé. Đã cầm bán cho bên mình nhé. Đấy, nhà mình thì cũng hay cầm cá được nhiều lắm. Nên mình thanh lý. Ôi dồi ôi các bạn luôn. Đấy, viên pin 5000 các bạn dùng thì tuyệt vời luôn ạ. Quá là phê luôn. Tội gì các bạn phải mua sản phẩm mà đời 2016, 17 rồi. Màn hình AMO Samsung các kiểu đạt một AMO rồi. Các bạn bỏ qua những sản phẩm AMO đi. Đây ạ. Ui dồi, đẹp quá này. Đấy, vần tay này. Pin 5000, 2.300.000. Giá rất là rẻ các bạn nhé. Đây. Đây. Đây, máy màu đỏ mà màu mận chín các bạn nhé. Đấy, bạn nào hợp màu mận chín thì các bạn nhanh tay chốt hàng cho mình sớm nhất nhá. Và bỏ qua những sản phẩm đấy thì cho mình tiếp tục là về được con này là chiếc Oppo gì nhỉ? Con này là chiếc Oppo A3s nhé các bạn nhé. Này, cài bản sung này. Con này là Oppo A3s này. A3s thì cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Hình thức con này còn độ 90% nhé.
Đây, mặt lưng sau thì khách thì có dùng cái ốp, nó phần phần cái ốp vào trong này nhá. Máy màu đỏ các bạn nhá. Bạn nào thích hợp màu đỏ các bạn nhìn thấy hàng mình sớm nhất nhá. Con này là bản RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB Oppo A3s các bạn nhá. Đây ạ. Oppo A3s. Oppo A3s bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Rất là rẻ các bạn nhá. Đây ạ. Con này thì viên pin 4.000 nhá, hơn 4.000 một chút các bạn nhá. Đây ạ, rất là rẻ đấy ạ. Đây ạ. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s hoặc là hộp màu đỏ này nhá, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhá. Rất là rẻ các bạn ạ. Và hôm nay thì nhà mình có là con gì nhỉ? Về là con siêu phẩm là con này là con Note 10 cộng nhá. Note 10 cộng, nhưng mà con này là hàng Đài Loan các bạn nhé. Hàng Đài Loan chắc loại A này các bạn. Đấy, hàng Đài Loan loại A này. Bộ nhớ của nó đây ạ. Đây, bộ nhớ của nó đây. Ui, 256GB. Đấy, bộ nhớ 256GB các bạn nhé. Kinh chưa. Đấy, con này con Note 10 cộng. Đây, camera làm như kiểu là thật luôn các bạn nhé. Như kiểu máy thật đúng không các bạn ạ. Đấy, con này hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.600.000 các bạn nhé. Đây ạ. 3 camera này. Hình thức còn khá là ok nhá. Note 10 cộng nhá. Chỉ với 1.600.000 các bạn nhá. Đây ạ. Màn hình là tràn viền này. Đấy, bộ nhớ rất là khủng nhá. Chỉ với 1.600.000 các bạn nhá. Note 10 cộng này. Bạn nào còn thích con Note 10 cộng này nhá, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình nhé. Hoặc là các bạn gần địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn thể qua trực tiếp cửa hàng nhà mình nhé. Và ở clip thì mình cũng nhắc lại các bạn luôn là tính mình hay bị quên. Dụ các bạn nào mà đã chốt hàng rồi mình chưa thấy mình ship hàng thì mong các bạn liên hệ lại trực tiếp bên mình nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc SIM Villa vào mạng cả năm nhé. SIM Villa vào mạng cả năm. Con này thì bên mình đang bán với giá các bạn với giá là 220k. Ví dụ các bạn mua máy ấy, thì các bạn mình sẽ kèm theo máy, các bạn phải không mất tiền ship nữa các bạn nhé. Còn các bạn mà mua gì nhỉ? Còn các bạn mà mua SIM không thì các bạn phải chịu thêm 30k tiền ship nữa. Tổng là 250 các bạn nhé. Chỉ với 250k thì các bạn được lợi như nào, các bạn xài 1 năm các bạn không phải phát sinh 1.000 nào các bạn nhé. 1 năm không phải phát sinh 1.000 nào các bạn nhé. Đây, SIM 4G Vina vào mạng cả năm. Dùng 1 năm không phát sinh 1.000 nào các bạn nhé. Đấy, rất là rẻ. Chỉ với 1 năm mất, các bạn phải mất ra 250k. Các bạn đi ra ngoài đường các bạn dùng rất là tiện nhé. Đấy, ở nhà thì các bạn dùng wifi thì không nói rồi, các bạn ra lúc ra đường thì các bạn thấy SIM Vina rất là tiện nhé. Các bạn không phải đăng ký nhé. Cứ là về thì ở các bạn nào lấy thì mình sẽ nhà mình kích hoạt sẵn. Các bạn nhận SIM thì các bạn lắp vào là bạn dùng Vivu đi các bạn nhé. Đấy ạ. Và đây là tiếp tục con Vivo i55s. Vivo i55s thì cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Màn hình con này là rất hơn 5 inch các bạn nhé. Đây, màn hình rất là đẹp các bạn nhé. Đây. Con này nhà mình còn một chiếc màu hồng. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 1.400.000 các bạn nhé. Đấy, con này thì máy zin nguyên bản, chưa sửa chữa hay chưa ép kính gì các bạn nhé. 1.450.000 400k các bạn nhé. Vivo i55s. Nhà các bạn mà có ông bà, bố mẹ, người thân mà tuổi cao mắt kém, thích sản phẩm Vivo, Oppo mà bền mà hai SIM ngay sóng nghe gọi rất là tuyệt vời nhá. Này. Máy rất là đẹp nhá, 1.400.000 nhá. Đấy. Các bạn nào mà thích các bạn đang ở bên nào mà thắc mắc về ví tiền các bạn có thể là vào bên mình đây. Bên mình đây chủ yếu bán cho điện thoại cho học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 và các bạn lao động phổ thông thu nhập thấp các bạn nhá, nên các bạn yên tâm về giá cả nhá. Và đây là tiếp tục là con Vivo i55s. Con này thì hình thức thì xấu hơn một chút. Con này hôm nay mình vừa mới về con này xong. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Vivo i55s. Hình thạng thì xấu hơn một chút. Thì cấu hình cũng là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Đấy. 1 triệu đồng các bạn nhé. Vivo i55s nhé. 1 triệu đồng các bạn nhé. Con này thì 1 triệu các bạn nhé. Các bạn nào thích Vivo mà bền bền hoặc Oppo cái kiểu thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo, con này là F1s. F1s thì cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB.
Con này thì hình thức còn rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, hình thức còn độ 90% các bạn nhé. Đây, con này thì các cái bịch này thì dùng ốp các bạn nhé. Đây nha. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 1.500.000 các bạn nhé. Con này hình thức rất đẹp, máy viền viết rất là đẹp nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F1S này nhé, các bạn đến tại hàng mình sớm nhất nhé. Cấu hình con này RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Bên mình thì chỉ thanh lý cho các bạn với giá là 1.500.000 các bạn nhé. Oppo F1S các bạn nhé, rất là đẹp nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn chiếc Oppo A57. A57 con này là Oppo F3 Lite. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 1.700.000 các bạn nhé. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Hôm nay mình vừa về con này, hình thức còn 90% các bạn nhé. Oppo A57. Đây ạ. 1.700.000 các bạn nhé. Con này là F3 Lite nhá, có cả vân tay các bạn nhá. F3 Lite 1.700.000 các bạn nhá. Thành lý các bạn với giá rất là rẻ nhá. Các bạn cảm thấy thì từ những clip tới đây thì mình sẽ báo giá hết cho các bạn. Các bạn cảm thấy giá bên mình hợp lý nhất và máy móc bên mình ok nhất thì các bạn nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình nhá. Hoặc là các bạn nhắn tin mình qua Zalo, nếu mà Zalo không trả lời kịp thì bạn liên hệ qua hai số điện thoại nhà mình nhá. Và hôm nay nhà mình tiếp tục về con Mi 6A thì hôm nay nhà mình vừa về con màu gold các bạn nhé. Cấu hình con này RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Mi 6A thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 1.600.000 các bạn nhé. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Mi 6A hình thức là máy đẹp trên 90% các bạn nhé. Nên các bạn về mua về yên tâm nhé, thao sử dụng và đập phá máy nhé. Đây ạ. Và bên mình thì có lỗi đồng hồ một tuần và bảo hành là 6 tháng các bạn. Nên là các bạn yên tâm về giá cả chất lượng nhé. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình bán và thanh lý các bạn là chiếc con này là iPhone 5 SE. Con này 5 SE bản 32GB, lock 32GB các bạn nhé. Đấy, 5 SE này, Mỹ này, 32GB lock nhé. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 1.500.000. Và tin vui cho các bạn là đã có sản phẩm là sim ghép, các bạn chỉ mua máy về. Đây, các bạn mua máy về và các bạn mua sim ghép bên mình thì mình sẽ cũng bán cho các bạn, thì các bạn lắp sim ghép vào, các bạn gắn sim và active vào là xài vô luôn nhé. Ở nhà thì mình sẽ nạp sẵn mã ICC cho các bạn đấy nhá. Thì các bạn về mua về là lắp vào là xài vô. Còn các bạn mà không mua về chỉ để xem phim, chơi game, nghe nhạc thì các bạn không cần phải sim ghép cũng được nhá. Đây nhá, iPhone 5 lock SE, vân chân vân tay đầy đủ, 32GB, bên mình thanh lý cho các bạn với giá là 1.500.000 các bạn nhá. Rất là rẻ nhá. Đấy ạ. Con này siêu phẩm ngày trước mấy 20 triệu, bây giờ chỉ với 1.500.000 nhá. Rất là rẻ các bạn nhá. Và máy màu đen rất là đẹp nhá. Đây, màu gray, công nhận là đẹp thật đấy, các bạn. Đây, rất là cực kỳ là phê các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 SE lock 32GB này nha, các bạn đi hàng mình sớm nhất nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý các bạn. Các bạn xem video mình thì hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video ngoại thân và đăng ký kênh YouTube của mình. Và mình sẽ xin dừng clip ở đây. Và clip lần sau thì mình sẽ hứa ra nhiều mẫu sản phẩm cũ giá rẻ thành lý cho bạn nhất nhá. Và xin chào và hẹn các bạn clip lần sau nhá.